Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Đi Xe Cấp. Và tối nay vừa về một cái bộ nhựa của xe Cúp DD nha. Đây là bộ nhựa hàng nhập mới da băng, hàng nhập mới trong bịch của da băng nha bạn, không phải của Thái nha, đây là của Nhật nha, Nhật chính hãng da băng. Nguyên một bộ đầy đủ những cái phần nhựa của DD là có hết, trừ hai cái vỏ phuộc màu đỏ DD là không có thôi, còn lại nhựa trên xe là có hết. Mình sẽ lột từng cái ra cho các bạn coi. Đây là cái cốp, đây là cái cốp phía bên trái, cốp nhỏ nha. Đây là hàng nhập mới da băng nha các bạn, cực đẹp, chưa có dính bụi luôn nha. Bỏ nó vô lại. Đây là cái cốp phía bên trái nha. Đây là hộp bằng thờ. Đây, hộp bằng thờ. Nguyên một bộ đầy đủ nha. Anh em là muốn mua lẻ thì cũng có bán lẻ luôn. Thông thường thì mình sẽ mua đi hộp bằng thờ và cặp cốt, hoặc là về trước, hoặc là vượt sau. Đó là cái cốt bên trái, bây giờ tới cái cốt bên phải. Rồi. Quá đẹp. Bên mình chuyên bán linh kiện phụ tùng riêng xe cấp nha anh em. Anh em có nhu cầu mua phụ tùng riêng xe cấp, hàng tháo xe nha, quý vị cực đẹp, các bạn liên hệ với mình nha. Anh em muốn mua loại mà 66 trung bình là bên mình không bán đâu, này chỉ bán đồ đẹp thôi nha. Đây là cái mặt nạ. Đây cái bài trước. Có anh em nào mua lẻ cái bài trước không? Chúng ta lấy bộ nhựa này về xong rồi chúng ta sơn lại cái sườn nha. Sơn lại cái sườn thấy có vàng. Đây. Quá đẹp. Cái điện thoại nó phản ánh không đúng màu các bạn. Chứ ở ngoài là nó đúng màu nha, đúng màu đỏ nha. Tức vô quay buổi tối mình thôi. Không, cái của mấy đứa nhỏ. Xếp lại đây, xếp lại đây. Xếp lại đóng cửa nè. Xếp lại. Chữ A. Vậy sao? Cực đẹp. Tự đêm khuya. Trời ơi, để
Dạ nó bị sốt quá, chở đi Nhi Đồng không bệnh, chở được rồi. Dạ được. Nhi ơi, mẹ kiếm Nhi ơi. Bị sao? Bị viêm họng. À viêm họng cấp độ 3. À. Nó đang chưa đi học đâu ở nhà mà đúng không? Dạ. Ủa cả hai đứa đúng không? Dạ một đứa à. Chị lớn đi học chưa? Chị lớn học lớp 4 rồi mà. Khánh Như. Như mẹ kêu về. Đang xếp Lego với mấy đứa nhỏ nha. Cái nào? Cái này hả? À? À, kẹp mấy cái điện thoại quay phim á. Dạ dạ. Người ta like nguyên vòng vàng chọc cái. Vậy hả? Ba cái cơ hả? Ít thì mình like. Cái gì vậy thôi? Xe gì? Cái bản xe gì? Xe điện hả? Xe điện không hả? Xe điện với xe cấp. Thì chưa hả? Dạ. Xe cấp vậy ta siêu tầm. Ừ, chứ bây giờ là đâu có ai đi đâu. Siêu tầm là chính do anh chạy. Em ơi, đi về con. Chị hai đi về học bài con. Tháo đồ em nhỏ đâu rồi, em nhỏ mệt lắm nên là nhỏ ngủ hả, nằm ngủ dính bánh rồi.